Ok, xin chào các bạn, mình là Anh Da Ngăm đây. Thì mình đang trên đường đi thay nhớt xe cho mình á. Thì xe mình chạy được hơn 300 cây rồi. Mình sẽ thay nhớt đợt đầu cho xe. Thì như các bạn cũng đã biết á, thì mua xe mới á, các bạn phải roda cho nó. Vì động cơ xe còn mới, những chi tiết của động cơ chưa khớp với nhau lắm. Nên khi các bạn mua về á, các bạn phải roda cho nó, để cho những cái động cơ nó ăn khớp với nhau, làm cho xe chạy mượt mà hơn và bền hơn nữa. Thì khi roda như vậy á, thì động cơ sẽ được mài mòn và tạo ra cặn trong buồng máy á. Nên khi roda các bạn phải thay nhớt định kỳ cho nó. Như thay nhớt đợt đầu là 300 đến 500 cây, các bạn phải thay nhớt và thay luôn cả lọc nhớt nha. Rồi đợt thứ hai là 1000 cây. Nếu các bạn kỹ thì 1000 cây bạn thay, còn nếu không thì 1500 cũng được. Sau đó là 2000 cây, rồi 3000 cây. Thường á là khoảng 2000 cây là các bạn có thể chạy bình thường rồi, nhưng mà các bạn kỹ hơn nữa thì 3000 cây luôn. Thì trong lúc roda các bạn chạy như thế nào? Thì chạy roda thì các bạn không được chạy quá 5000 vòng nha. Thì hoặc là các bạn có thể chạy như sau. Theo người ta thường nói là tốc độ nào thì số đó. Giống như là số 1 các bạn chạy tốc độ 10 km/h, số 2 thì 20 km/h, số 3 thì 30 km/h gì đó. Nói chung là các bạn chạy sao cho xe nó êm ái mượt mà là được. Không được chạy thúc ga nha, không được lên ga quá đột ngột. Các bạn phải lên ga từ từ thôi, để cho những động cơ nó khớp với nhau. Rồi hạn chế chở nặng, hạn chế chở người sau. Cái này thì mình không biết, tại mình đọc trên đó nó ghi, mình đọc trên mấy cái kênh thông tin nó ghi gì á, thì mình không biết cái này là có nên hay không. Nhưng mà các bạn hạn chế thì người ta ghi, các bạn người ta nói như vậy thì các bạn hạn chế, thì càng hạn chế càng tốt vậy thôi, không sao hết. Rồi khi mà đi thay nhớt á, các bạn thay nhớt gì? Thì theo mình tìm hiểu ở trên các kênh thông tin á, thì khi roda các bạn chạy nên chạy nhớt hãng nha. Thì chạy xe hãng nào thì các bạn thay nhớt của hãng đó. Sau khi roda xong á, thì xài nhớt nào cũng được, tùy theo điều kiện của mấy bạn thôi. Mà khi roda á, không cần xài nhớt xịn quá nha. Các bạn chỉ cần xài nhớt loại vừa thôi, khoảng trên dưới 100.000 là được. Ok, thì bây giờ mình đã tới cái hãng Yamaha rồi, cái cửa hàng của Yamaha rồi. Thì mình sẽ đi thay nhớt và quay cho các bạn xem nha. Dạ em thay nhớt với thay lọc nhớt. Nhớt nhiều anh? Nhớt có 250 ngàn. Đấy nhớt thường không? Với món ngàn. Dạ, đấy nhớt thường. Đấy nhớt thường? Dạ, với cái lọc nhớt. Để xe lên luôn anh. Anh tên? Thành. Thông chính. Nhớt mình giá nhiêu anh? Nhớt thường 91 rồi. Còn lọc nhớt trăm mấy? Lọc nhớt trăm mấy luôn? Lọc nhớt 189 luôn. Ủa sao nó xài chung với lại đẹp nhớ có 6 mấy ngàn? Đấy loại thường đúng không? Dạ. Xe này rồi nó xài lọc nhớt, nó phải là nó giống nhau luôn, không khớp khác nhau hết. Anh muốn xài ở kia xài, nhưng cái độ nhớt nó bắn lên bơm lên nó sẽ giảm thôi. Qua không chờ nữa. Dạ. Đấy loại thường đúng không? Dạ dạ. Lọc nhớt 189 nha. Có lọc thường không anh? Lấy lọc thường cho em đi. Em không có lọc thường rồi. Tại đây. Hả? Hết lọc thường hả? Lọc thường đó anh. Lọc bây giờ mà. Lọc này là lọc nóng máy dữ lắm. Tại em vô ra cái chỗ cái xe nó kêu vô ra mấy trăm cây thay. Trời ơi 500 cây đầu thay. Cái là không mới chạy 300 cây rồi. Xe này mua nhiêu? Dạ 67. 67 nha. Dạ. Nãy giảm. Ồ. Dạ. Bên này nhiêu anh? 1 lít. 2 lít nhớt, 2 lít. Còn nó 8,5 kg à.